Thưa quý vị, không chỉ yêu thích đờn ca tài tử và tự tay chế tác các loại nhạc cụ, nghệ nhân Hoàng Nhân, 63 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, còn được xem là một bác sĩ chuyên chữa bệnh cho các loại đàn. Dành trọn cuộc đời cho đam mê, ông cũng được xem là người hiếm hoi ở miền Tây có thể chế tác và sửa được hầu hết các loại đàn, từ những loại đàn cổ đến đàn hiện đại, chẳng thể làm khó được nghệ nhân này. Chuyên mục Nét đẹp đời thường hôm nay của Nóng 24 giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ người nghệ nhân đặc biệt này nhé. Nghệ nhân Hoàng Nhân tên thật là Huỳnh Văn Đơn, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ông được xem là bác sĩ của các loại nhạc cụ dân tộc bởi có thể bắt bệnh và chữa bệnh cho từng loại đàn. Trong căn nhà nhỏ này là nơi mà nghệ nhân Hoàng Nhân sống trọn với đam mê của mình. Thật ra nói thì không biết cái duyên như thế nào cũng đưa đẩy mình từ cái nghề mà mình làm nhạc công, mình đi đánh đàn. Nhưng mà cuối cùng mình rẽ vào cái hướng là mình lại là đam mê và thích sửa đàn và nghiên cứu để mình tìm hiểu những cái kết cấu và cái kỹ thuật của mấy chú, mấy bác, mấy nghệ nhân mà đóng đàn. Nghề sửa đàn vốn không phải là nghề gia truyền của gia đình mà bắt nguồn từ niềm đam mê của ông từ lúc còn nhỏ. Khi mình 8 tuổi, gia đình có mời thầy về dạy đàn cho người anh thứ tư. Lúc đó ông luyện đàn tập thử, bất ngờ với năng khiếu bẩm sinh của ông nên được thầy nhận làm học trò và tận tình dạy bảo. Năm 19 tuổi, ông theo đàn cho nhiều đoàn cải lương ở miền Tây và học thêm nhiều loại nhạc cụ, đóng đàn và sửa đàn. Đến nay, ông có thể chơi thuần thục 7 loại nhạc cụ và sửa được hầu hết các loại đàn cổ như tranh, bầu, sến, gáo, kìm, cò. Bên cạnh đó, các loại đàn hiện đại như guitar, guitar điện, violon, ông cũng có thể mắc bệnh và chữa bệnh một cách thành thạo. Cái nghề này nó rất khó là gì? Cái nghề sửa đàn thì nó không có thầy dạy. Giả sử cây đờn của người ta nó không hư, nó vẫn còn nguyên dạng. Nhưng người ta muốn giữ nguyên cái hình ảnh đó không thay thế. Nhưng mà nó thay đổi được cái âm thanh của nó. Cái đó thì một cái rất là khó. Thì chính vì cái khó đó đó thì mình lại là đam mê cái nghề sửa đàn, là mình nghiên cứu về vấn đề đàn, về từng loại đàn. Từ cái khó đó mình cảm thấy đối với mình đó thì mình cảm thấy mình thích. Ông được giới nghệ sĩ miền Tây bái phục về khả năng làm đàn, sửa đàn cổ, chuẩn âm và hiếm hoi. Nặng lòng với tình yêu nhạc cụ, không những sửa nhạc cụ truyền thống nghệ nhân Hoàng Nhân còn truyền lửa nghề này đến với người con trai Huỳnh Trọng Phúc. Vừa mới 9 tuổi, nhưng em đã có thể chơi điêu luyện 7 loại nhạc cụ từ đàn kìm, sến, guitar, cò, gáo, violon, đàn tranh. Ban đầu thì lúc con mới chơi thì con tập cây đàn sến. Rồi con mất cỡ 1 tháng, 2 tháng là con đã biết chơi một nhạc cụ đó rồi. Là con bắt đầu tập các loại nhạc cụ khác. 36 năm gắn bó với nghề, ông được nhiều nghệ sĩ khắp các tỉnh thành miền Tây như Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu ủng hộ. Tuy thu nhập không bao nhiêu, nhưng niềm đam mê trở thành nghiệp nên hơn 36 năm qua, ông vẫn gắn bó với nghề này. Để ổn định cuộc sống ngoài sửa đàn, ông còn tranh thủ đi đàn tự do và mở lớp dạy đàn tại nhà.